Xin chào tất cả các bác, các bạn, các anh chị đam mê câu cá. Hôm nay em lên sóng các bác một số mẫu ghế để ngồi câu quá nhé. Ghế ngồi ấy, cho bác ngồi câu. Bên Doanh Trường Vi Sinh có hàng nhé. Bác nào có nhu cầu alo em nhé. Số điện thoại em để bên dưới video, địa chỉ em để bên dưới video nhé. Thì về ghế câu bác nhá. Cái câu thì bên em đang có những mẫu ghế từ bình dân cho đến sân hàng các bác nhá. Từ bình dân cho đến sân hàng. Đấy, ví dụ những mẫu rẻ tiền này, mẫu hơn 100.000 các bác nhá. Mẫu này thì có mẫu hơn 100.000 và mẫu 200.000 các bác nhá. Mẫu ghế vải này. Ghế vải khung sắt này hoặc là khung inox các bác nhá. Có hai loại đấy. Đấy, giá hơn 100.000 cho đến 200.000. Hay mẫu ghế xếp như này. Ghế xếp như này thì em đang cũng có hai size nhé, hai size. Cỡ nhỏ và cỡ đại này. Hay gọi cỡ trung và cỡ đại đi, cỡ nhỏ cỡ đại cũng được. Giá là 200 và 230 ngàn. Hoặc các bác thích mẫu nó ngồi êm ái thoải mái như này. Đấy. Đấy. To hơn. Đây là mẫu solar này. Giá là 480 ngàn. Bên này có để bình nước uống này. Đấy. Còn phía bên tay này là để điện thoại này hoặc cái đồ thuốc lá bật lửa này. Đấy. Đấy, đây bác. Những cái mẫu ghế này thì ghế to này thì ngồi cho các bác nào thích ngồi thoải mái êm ái nhé. Đấy, các bác nào thích thì ngồi mẫu này. Hoặc là có những mẫu như là mẫu câu đơn. Câu đơn câu đài đây, mẫu câu đơn câu đài cá chép đây các bác này. Thì nó có hai cái nhá, một cái táp để ngồi ốp vào phía sau lưng ngồi mùa hè này và một cái ngồi cho nó êm lưng này. Đấy, có hai cái này. Được chưa? Đấy, đi kèm với nó là bộ khay mồi và bộ khóa pad, khóa chống cần, khóa ô nha. Chân. Đấy. Giá cái này là 550 ngàn. Ghế full cá chép quá nhá, full cá chép này. Đấy, full cá chép. Rất là đẹp luôn. Anh em nào thích nó đẹp thì cái này không phải lăn tăn. Hoặc là các bác thích nó gọn gàng mà ngồi nó vẫn thoải mái, có thể ngả lưng này thì chúng ta có thể ngồi mẫu ghế võng. Mẫu ghế võng nhá. Đấy, mẫu ghế võng này. Mẫu này có giá là 380 ngàn. Nhé. Mẫu ghế võng. Đấy, giá là 380 ngàn. Mẫu này thì bây giờ nó lên giá rồi các bạn. Đấy, giá 380 ngàn. Hoặc anh em nếu thích thì các bạn nào thích mà ngồi nó thoải mái hơn nữa thì chúng ta ngồi ghế săn hàng. Ghế săn hàng đây. Bên em hiện tại đang có mẫu ghế full cá chép đây anh em này. Đây. Full cá chép nhé. Cái này anh em có thể tháo được này. Cái tấm này này. Tháo ra được. Đấy. Nên nhiều bác cứ bảo màu mè đây này, các bác tháo ra được. Các bác không thích ngồi đệm êm như này thì bác tháo cái hình con cá chép này ra. Đấy, các bác ngồi lưới không. Được chưa? Đấy. Con đây này, nó full nó đẹp như này mà. Giá ghế săn hàng này là 1 triệu. Giá ghế săn hàng này 1 triệu nhé. Đấy, còn ghế này thì anh em ngồi câu lục. Đấy, câu lục câu đơn đều được. Nếu câu đơn thì đây. Có thích câu đơn thì có thể lấy thêm một bộ pad rời nữa, bên em đang bán này. Giá 200 ngàn bộ pad với khay mồi. Đấy, một bộ 200 ngàn. Đấy, bất kỳ ghế này này cũng có thể lắp được này. Đấy. Hoặc là cái ghế này thì chúng ta lắp được cái bộ pad này này. Nó chịu được lực này này. Cái khung của nó giống như là cái ghế câu đơn câu đài kìa. Đây. Còn anh em nào thích thì mua bộ pad rời đây, em bán bộ pad rời và khay mồi giá là 200 ngàn một bộ nhé. Đấy nhá. Đấy. Những cái ghế này thì ngồi rất là thoải mái luôn đấy. Đấy, ngồi rất là thoải mái luôn. Rất chắc chắn luôn. Đấy. Đấy, ghế này ghế inox anh em. Ghế inox ngồi rất là chắc chắn. Đấy, em có hai cỡ. Một cỡ là 200 ngàn và một cỡ là 230 ngàn. Còn cái mẫu ghế này là ghế
ghế vải, đấy, khung sắt hoặc là khung inox thì có giá là từ 120 ngàn cho đến 200 ngàn nhé, tùy mẫu. Còn mẫu solar này thì em hiện tại chỉ có một mẫu thôi, hiện tại có một mẫu đấy nhé. Đây, ngồi rất thoải mái luôn. Đấy, các bác nào mà tầm 6-70 cân ngồi vẫn ok, nó rất là khỏe nha. 6-70-80 cân ngồi vẫn ok nhé. Mẫu này thì có giá là 480 nghìn này. Mẫu ghế câu đài, câu đơn câu đài full cá chép nhé. Full cá chép kèm với lại bộ pad, bộ khay mồi, tất tần tật full luôn. Nói chung full luôn là 550 ngàn nhé. Đấy, đây bác nhìn này, full nó đẹp này mà. Đấy, nhìn nó đẹp này mà. Còn bên này là mẫu ghế võng, các bạn nào thích nào gọn gàng nhé. Cái mẫu solar này gấp lại cũng gọn nhé. Cái mẫu ghế võng này gấp lại cũng gọn nhé. Đấy, chỉ có mỗi mẫu săn hàng này nó gấp lại nó to thôi. Duy nhất có mẫu săn hàng này. Mẫu săn hàng này thì bác nào đi ô tô thì đi quá ok luôn. Còn nếu đi xe máy thì nó hơi vất một tí. Nhưng mà nếu mà ngồi thì nó quá thoải mái luôn. Mẫu này có thể ngả lưng ngủ được mà là ngả thành giường luôn rồi. Cái tấm này anh em có thể tháo ra nhé. Anh em thích thì để như này, còn không thích êm thì để như này. À, còn không thì tháo ra. Không tháo ra. Nó rất là đẹp. Chứ nó không phải là không tháo được. Nhiều bác nghĩ tưởng là không tháo được. À, bác nào không thích người này thì tháo cái tấm này ra. Ngồi bên trong chỉ toàn màu đen thôi. Anh em bác nào có nhu cầu thì alo em nhé. Đấy, bác nào cần cái gì alo đây này. Nhà ở đây. Nói chung là trăm thứ ba rằng. Phụ kiện linh tinh, các bác thích cái gì này cái đấy, bên em không thiếu. Thật các bác thế. Này, nhà em không thiếu đâu. Từ phụ kiện cho đến cần, máy câu, câu lục, câu đơn, cần câu đơn, rồi câu tay, rồi câu lăng xê, rồi câu lua. Tất tần tật, anh em thích cái gì alo cái đó. Nhá. Hiện tại thì hàng nó đang đang có khá khá nhà, thoải mái các bác lựa chọn. Đây này, đấy. U đầy nhà. Đấy, bác nào cần cái gì thì alo em nhá. Các anh nhớ là số điện thoại em để bên dưới video, địa chỉ em để bên dưới video nhé. Các bác cần mẫu nào thì alo đây, em cho các bác xem lại một loạt mẫu này. Đấy, mẫu sân hàng nhé, giá 1 triệu này. Mẫu ghế võng giá là 380 ngàn này. Mẫu ghế câu đài cá chép full đẹp long lanh này. Đấy, giá 550 này. Mẫu ghế solar này. Đấy, to, ngồi thoải mái này. Đấy, thì giá là 480 ngàn này. Mẫu ghế vải chân khung thép hoặc là khung sắt hoặc là khung inox này, giá từ 120.000 đến 200.000 này. Mẫu ghế gập inox này thì có hai size là size 200.000 và 230.000. Đấy, bạn nào cần alo nhá. Cảm ơn các bác theo dõi video.